Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Anh. Như các bạn đã biết thì tôi có một lớp SketchUp online và tôi hiện tại thì tôi ở tại thời điểm tôi quay video này thì tôi đã gửi cho các bạn được đến video của buổi thứ năm và các bài giảng của tôi. Thì nếu như các bạn đã theo dõi các bài giảng đó thì các bạn sẽ thấy là đấy đó là các bài giảng tôi quay lại của một lớp su gọi của lớp su viết tắt của SketchUp. Lớp su bình thường tôi vẫn hay dạy trên lớp thì như tôi đã nói hoặc là như tôi chưa nói thì đấy là vì sao tôi gửi cho các bạn video đấy trước, tại vì tôi muốn các bạn có cảm giác là được tham gia một cái lớp học SketchUp thông thường. Thì thực ra bộ video đấy nó rất là đầy đủ các kiến thức mà tôi vẫn dạy theo hình thức là dạy trực tiếp. Vì thế nên là các video đấy thì phần kiến thức nó tương đối là đầy đủ. Tuy nhiên là với cái hình thức học 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 online, tôi thấy rằng nếu như mà các bạn theo dõi video đấy thì đôi khi là nó hơi dài, và nếu như các bạn đã biết sơ sơ về SketchUp thì có thể là các bạn thấy là xem video đấy nhiều khi bạn hơi buồn ngủ. Một phần nữa là do tôi trong quá trình dạy ở trên lớp thì cũng muốn tạo không khí vui vẻ nên nhiều khi tôi chém gió hơi nhiều và nhiều khi chém gió hơi quá đà, thành ra là hay bị lạc đề. Vì thế nên hôm nay tôi quay lại cái video này. Thì song song với cả các cái phần video mà tôi vẫn gửi cho các bạn từ trước đến giờ là video tôi quay lại một lớp học bình thường, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu có những cái video tổng hợp, tức là những video này tôi tự quay lại để dành riêng cho các bạn. Thì những video này nó sẽ mang tính chất tổng hợp và hạn chế chém gió. Thực ra thì tôi không hứa chắc là tôi không chém gió vì đấy là thói quen. Thì cái video này nó sẽ ngắn gọn và đầy đủ. Đầy đủ thì cũng ngang cái kia thôi, nhưng mà nó sẽ được cái là ngắn gọn và súc tích và tổng hợp lại tất cả những cái kia. Ví dụ một buổi kia tôi dạy trong vòng 1 tiếng thì video này tôi sẽ cố gắng là thu gọn lại cái thời lượng tầm 20 đến 30 phút để các bạn theo dõi cho nó gọn và đỡ bị buồn ngủ. Đó, ví dụ như ở đây chẳng hạn đó, là phím tắt ở đâu rồi cài V-Ray như nào đấy, các bạn sẽ xem các câu hỏi thường gặp ở trong này, nó cũng tương đối ngắn thôi. Cái thứ hai là một phần vô cùng quan trọng, đấy là các bạn sẽ download các cái tài liệu của Su ở đâu. Thì trong cái bài viết này bạn sẽ thấy là có một cái mục có một cái anh có chữ SketchUp, thì bây giờ bạn ấn vào cái anh này hộ tôi cái, thì sau đó bạn sẽ ấn vào chữ xem thêm nhé. Thì bạn sẽ thấy là ở đây là tôi đã post tất cả các cái đường link download các tài liệu cơ bản của Su như giáo trình SketchUp này, giáo trình V-Ray, cái này thì nó hơi cũ một chút xíu mà đọc cũng được không sao cả, và các cái bản cài Su từ Su 8 cho đến Su 13 và cho đến bản Su mới nhất hiện nay là Su 15, kèm theo các cái plugin cho Su. Plugin là gì thì tí tôi sẽ nói, và các cái bản cài, nói chung các cái bản cài và các cái tài liệu nhỏ nhỏ các bạn có thể xem ở đây. Đấy, đấy là xong. Phần thứ hai của cái group này là gì? Có một phần rất là hay, đấy là phần album ảnh. Thì khi các bạn vào phần album ảnh thì các bạn vào phần album nhé. Các bạn sẽ thấy là tôi đã có một số các cái album tôi tổng hợp trong này, thì chia theo từng cái nội dung khác nhau. Thì có 3 loại album chính. Một là các cái loại album tôi tổng hợp, ví dụ như là các lỗi thường gặp, thì mình có thể nói chung là các cái thư viện mang tính học thuật. À xin lỗi, mang tính giải đáp thắc mắc. Đây là một album khá là hay. Và có một cái album rất hay của tôi nhưng mà ít ai để ý. Đấy là album có các giải thích nhỏ nhỏ, thì bạn kéo xuống dưới và phần mũi tên đây, bạn ấn mũi tên để sang trang mới. Đấy, thì trong này nó có một cái album gọi là mini tutorial. Thì khi mà các bạn vào cái album này thì các bạn sẽ có cái gì? Thì trong cái album này thì có những cái tút nho nhỏ, nếu mà nói thì dài nhưng mà tổng hợp lại trong cái ảnh thì ngắn, thế nên tôi đã cố gắng tổng hợp những cái tút rất là ngắn gọn vào trong một cái ảnh như này, ví dụ là làm vật liệu này hoặc là xử lý một số sự cố thường gặp này. Đấy, thì các bạn sẽ xem ở trong này của tôi. Cái loại album thứ hai là các cái loại album gọi là chia sẻ thư viện. Thì ở đây tôi có một số cái thư viện như là HDRI, hoặc là các cái model hay gặp, hay là các cái tút thư viện sưu tầm. Đấy, thì ở trong này các bạn chịu khó xem trong này. Các bạn đừng nhìn thấy nó có một hai cái ảnh này mà các bạn coi thường, bởi vì là tôi muốn làm cho nó ngắn gọn, nên là tôi ví dụ như trong một cái ảnh này chẳng hạn
thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn vào một cái ảnh, các bạn sẽ thấy một cái đường link, và đường link này nó sẽ là một đường link của một folder. Các bạn vào đường link này bạn sẽ download được rất nhiều file đấy, ví dụ như vậy. Còn một cái loại album thứ ba đấy là album bài tập, thì có một số bài tập thực hành thì các bạn sẽ xem hộ tôi trong cái album này. Tất nhiên là những cái album này thì nó vẫn chưa đầy đủ, tôi đang cập nhật dần. Tuy nhiên là tính tôi hơi lười, nhiều khi tôi bảo tôi cập nhật mà tôi quên nữa, tức tôi không cập nhật, các bạn thông cảm. Chắc là sẽ đủ thôi, không sợ đâu. Đấy là xong cái phần về album ảnh. Và có một phần nữa, đấy là phần tệp. Thì trong cái mục tệp này, các bạn có thể tìm được những cái file nhỏ nhỏ, ví dụ như file phím tắt hoặc là file setting cho V-Ray. Setting về sau các bạn sẽ rõ. Thì ở trong này mình sẽ có phần phím tắt như thế này. Đó, đấy là giới thiệu sơ qua về cái group Facebook của mình. Thì các bạn học online, các bạn có thể download tài liệu hoặc là các cái file nhỏ nhỏ ở trong cái này, hoàn toàn là không khác biệt gì so với cả các bạn học trực tiếp cả. Các bạn học trực tiếp thì cũng download tài liệu ở trong này thôi. Phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn sang một cái mục, đấy là cài su. Thì trước khi mà cài su thì tôi xin nói qua một chút xíu về tôi xin gọi là chia sẻ thôi cái kinh nghiệm sử dụng máy tính của mình. Các bạn thấy là khi các bạn dùng máy tính thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp như thế này. Giới thiệu luôn là như các bạn đã thấy thì ở đây tôi đang gọi là duyệt cái ô cứng, thì nó gọi là Explorer. Thế thì như bình thường các bạn thấy là các bạn mà muốn vào nhiều cái cửa sổ, bạn phải nhịn chồng nhiều cửa sổ lên nhau. Nhưng mà ở đây tôi duyệt được Explorer theo dạng tab như kiểu Firefox như này. Thì các bạn có thể cài thêm một cái phần mềm tên là Clover. Các bạn Google cả một cái là nó sẽ ra ngay. Đây, các bạn Google Clover Explorer cái là xong. Tôi muốn hướng dẫn chi tiết các bạn một chút xíu. Hình như là cái này. Đúng rồi, các bạn download bản này hộ về của tôi cái. Hoặc là rất đơn giản là các bạn có thể Google là duyệt Explorer theo dạng tab, thì nó sẽ cho ra một loạt các cái kết quả khiến cho các bạn có thể dùng. Thế thì các bạn download cái Explorer về đấy là xong. À, bạn download cái Clover này về là xong. Thế thì vấn đề thứ hai là gì? Là khi mà các bạn có những cái folder mà các bạn thường xuyên phải truy cập vào. Tôi giả sử như tôi có một cái folder tôi rất phải hay phải truy cập vào, đấy là gì? Đấy là phần đấy, phần nào bây giờ nhỉ? Ví dụ tôi có một cái thư, một cái mục, một cái folder tôi lưu các cái ảnh mà hoa văn hoặc các ảnh mà tôi hay dùng để trong làm 3D chẳng hạn. Thì thông thường là tôi sẽ phải làm như này, tôi vào ổ tôi đặt để tôi để nó ở trong này. Tôi để nó ở trong ổ E này, xong ở trong một cái mục đấy là 3D này. Xong ở trong một cái mục đấy là map vật liệu này. Xong rồi cái folder đấy của tôi nữa là cái map gỗ hay dùng. Đây, tức là những cái map mà tôi hay dùng thì tôi để trong này. Thì các bạn thấy là mỗi một lần mà tôi giả sử như mỗi một lần mà tôi muốn vào, muốn truy xuất vào cái folder đấy thì tôi phải đi khá là lâu. Vào đây này, vào đây này, vào tiếp đây này, vào tiếp đây này. Thế thì nó rất là sâu. Thì tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm là nếu như mà trong khi làm việc bạn có những cái folder nào mà bạn hay dùng ấy, thì bạn nên tạo cho nó một cái shortcut hay là một cái đường dẫn ở trong được quản lý ở trong một phần gọi là thư viện. Thì bạn như thấy ở đây, trong đây là một tính năng có sẵn của Windows, phần library, thì nó sẽ cho phép bạn truy cập nhanh vào những cái thư viện mà bạn hay dùng. Ví dụ như tôi có một cái thư viện tôi hay dùng đấy là công việc này, hoặc là ví dụ như cái folder vừa rồi của tôi thì tôi sẽ để nó là map gỗ hay dùng này. Đấy, bạn thấy tôi sẽ để truy cập vào cái folder mà tôi hay dùng rất là nhanh. Thế làm thế nào để bạn làm được điều đấy? Thì giả sử như bây giờ bạn muốn vào một cái thư viện ví dụ như nội thất chẳng hạn này. Giả sử đây là một cái folder bạn hay dùng, thì bạn thấy là đường dẫn của nó nằm tương đối sâu. Giả sử như ở đây là sâu chẳng hạn, thì nếu bạn muốn cho nó vào phần library, bạn sẽ làm như nào? Bạn sẽ truy cập vào cái thư mục đấy đầu tiên đã. Xong bạn sẽ ấn vào include in library. Đó. Xong rồi bạn create new library. Đấy, create library, thế là xong. Đó, thế lần sau bạn muốn vào thì bạn có thể truy cập vào rất là nhanh. Đấy, nó không cần phải qua đây nữa.
một cái phần tiếp theo về kinh nghiệm dùng máy tính của tôi là như thế nào. Tôi lấy ví dụ như khi mà tôi vào một cái folder, ví dụ như một cái folder công việc này của tôi chẳng hạn, đây là một cái folder về một cái công trình nội thất nhỏ nhỏ. Thế thì bạn sẽ thấy là hiện tại trong folder này nó có vài cái folder lớn và kèm theo là rất nhiều file, từ file PDF này cho đến file su này cho đến file ảnh. Thế giả sử như bây giờ tôi muốn tìm một cái file su chẳng hạn. Đấy, thế thì bạn thấy là như này thì tôi tìm rất là khó. Thế nếu như bạn dùng theo cách thông thường, bạn hay cho nó sắp xếp theo dạng gọi là list. Đấy, trong cái kiểu sắp xếp theo dạng list này thì bạn sẽ, hoặc là detail, rồi bạn sẽ tích vào phần type để sắp xếp các cái file theo dạng định dạng file, đúng không? Thế xong bạn kéo xuống dưới như này. Đấy. Nhưng mà bạn thấy là như này thì nó không tiện lắm. Về sau bạn vẫn làm này, bạn thấy là nó sắp xếp vẫn tương đối là linh tinh. Nếu mà như bạn cho sang kiểu là la icon để bạn muốn xem được cái hình ảnh của file su đấy, thì bạn thấy là nhiều khi bạn sẽ bị lẫn lộn giữa hình ảnh của file su với cả những cái hình ảnh của những file ảnh như này. Thế thì ngày xưa tôi hay dùng cách đấy thôi, nhưng mà bây giờ tôi không dùng cách đấy nữa, mà tôi sẽ dùng một cách như sau. Tôi sẽ chuột phải vào đây, tôi chọn là group by, thì nó sẽ sắp xếp các cái kiểu file, tức là nó sẽ nhóm các cái file theo dạng tùy chọn đây. Thì ở đây tôi hay chọn là theo type, tức là nó sẽ nhóm các cái file theo định dạng. Thì bạn sẽ thấy là các file cat thì được đặt ở trên này đấy, các cái file dạng folder nó được đặt ở riêng đây, các file ảnh thì ở đây đấy, file su thì ở dưới này đấy. Thế bạn sẽ thấy rất là nhanh. Tiếp theo là nếu như mà bây giờ khi mà tôi muốn tìm một cái file su ấy, thì tùy vào cái mục đích mà bạn tìm. Ví dụ bây giờ tôi muốn tìm file su theo tên chẳng hạn, tôi muốn tìm một cái file tên là phòng ngủ chẳng hạn, thì nhiều khi mà nếu mà nhiều, hoặc là bây giờ ở trên này chẳng hạn, nếu mà cái file bạn có quá nhiều file này thì bạn có thể chọn được một cái kiểu tiếp theo là sort by, tức là sắp xếp theo, đây là kiểu file. Thì ở dưới mình đã là nhóm theo type, tức là nhóm theo kiểu file rồi, thì ở trên cái phần sort by thì bạn không nên để là time nữa, mà bạn có thể là sắp xếp theo tên hoặc là sắp xếp theo ngày chỉnh sửa. Sắp xếp theo tên thì nó sẽ sắp xếp theo vần ABC. Đấy. Còn nếu mà bạn sắp xếp theo ngày chỉnh sửa ấy, thì nó cứ file nào mà bạn chỉnh sửa gần nhất thì nó sẽ nằm ở đầu tiên. Và cái này nhiều khi mà bạn để nhiều ảnh hoặc là nhiều file quá thì bạn có thể dễ dàng để xem được là cái file nào mà bạn chỉnh sửa ở trong cái thư mục này gần nhất. Đấy, mình sẽ dễ tìm được hơn. Tôi lấy ví dụ như này chẳng hạn, đấy các bạn thấy đây là một hình ảnh như này. Thì khi mà bạn để nhiều toolbar quá, một là nó sẽ làm mất hết làm việc màn hình làm việc của bạn. Cái vấn đề thứ hai là nếu như mà như này đi, thì còn nếu như mà các bạn vẽ bằng cái thanh toolbar ấy, tức là bạn vẽ bằng thanh công cụ, thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng là khi mà bạn để nhiều quá nhiều cả cái biểu tượng này quá, thì mỗi lần bạn muốn vẽ một cái lệnh nào đấy bạn phải ấn vào một cái biểu tượng, như thế thì vẽ nó rất là lâu và nhìn nó rất là loạn mắt. Tôi lấy ví dụ nếu như bây giờ thông thường đây là thanh công cụ bình thường này, nếu mà bạn muốn vẽ hình chữ nhật bạn sẽ phải ấn vào biểu tượng hình chữ nhật ở đây. Đấy, xong bạn vẽ. Nhưng bây giờ bạn muốn kéo lên thành một khối bạn sẽ phải ấn vào biểu tượng đẩy khối lên như này. À, đâu biểu tượng đẩy khối đâu, đây rồi. Đấy, kéo lên như này. Đấy.
Thế là bây giờ bạn muốn chọn cái mặt này chẳng hạn, hay muốn chọn mặt này, bạn sẽ ấn vào biểu tượng này, bạn chọn, hoặc là chọn như này. Nó rất là lâu, bạn không nên làm như vậy. Hoặc bây giờ bạn muốn di chuyển khối hộp này thì bạn lại phải ấn vào biểu tượng này, xong bạn lại dịch nó ra như này. Rất là lâu. Bạn thấy là nếu như mà bạn dùng cái phím tắt ấy, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nên dùng phím tắt như thế nào? Thì tiện đây tôi nói luôn một phần, đấy là cài phím tắt. Thế thì để mà cài phím tắt thì bạn sẽ làm như sau. Bạn sẽ vào phần, thôi tôi nói luôn vậy, vào phần Windows này, xong rồi vào Preference này. Xong sau đó bạn sẽ vào cái phần gọi là shortcut. Ở đây thì trong cái phần shortcut này thì nó đã có tất các cái phím tắt mặc định rồi. Cái phần shortcut này nó sẽ chia ra làm 3 phần, một là Finder để bạn lock các cái phím tắt, hai là phần Function là danh sách các phím tắt ở dưới này, và phần S shortcut tức là như nào. Nếu như là giả sử như bây giờ bạn muốn đặt phím tắt cho một lệnh, ví dụ đặt phím tắt cho lệnh look around ạ, thì bạn thấy mặc định nó chưa có phím tắt. Nếu như bây giờ bạn muốn đặt phím tắt cho nó thì bạn sẽ gõ một cái phím tắt vào đây, ví dụ như Shift N ạ, dựa dấu cộng, thế là xong. Thì bây giờ bạn có thể dùng được cái thao tác đấy bằng phím tắt. Hoặc bây giờ bạn muốn đặt phím tắt cho một cái lệnh lệnh di chuyển move chẳng hạn, thì bạn sẽ phải lock cái lệnh di chuyển ở đây, bạn gọi move vào đây, đây nó sẽ lock giống như công cụ tìm kiếm ấy, và bạn sẽ chọn đến move, rồi bạn sẽ ấn một cái phím tắt gì đấy vào đây cho tôi. Thế thì những cái phím tắt mặc định của Su thì nó tương đối là nghèo nàn và dùng nó không đầy đủ lắm. Thế thì bạn sẽ có thể cho cái phím tắt có sẵn vào. Thế làm nào, bạn cho phím tắt, bạn sẽ vào trang Su của tôi, bạn vào phần tệp. Trong phần tệp bạn đao cho tôi cái phím tắt su 15230615, tức là ngày 23 tháng 6 2015 này bạn này về. Sau khi bạn đao nó về thì bạn sẽ cho nó vào bằng cách như sau, là trong cái phần vẫn cái phần này đây, tôi vào lại từ đầu nhé. Windows này, Preference này, Shortcut này, bạn sẽ ấn vào Import để bạn import cái phím tắt này vào. Ví dụ này ạ, không phím này, phím tắt cũ. Khi bạn import phím tắt vào thì bạn cứ yes, yes, yes. Đấy, bạn cứ yes, ok. Rồi, ok một cái. Thế là xong. Thế là bạn đã vẽ được bằng phím tắt rồi. Các bạn đã thấy là nếu như bây giờ tôi muốn vẽ hình lại cái thao tác vừa rồi, tôi sẽ làm như này. Vẽ chữ nhật. Đẩy nó lên hình khối. Bây giờ tôi muốn chọn nó để di chuyển. Đấy, bạn thấy thao tác rất là nhanh, đúng không? Đấy, tóm lại là khi bạn dùng Su thì có một phần rất là quan trọng là bạn không nên vẽ bằng các cái thanh công cụ, mà bạn nên vẽ bằng các cái phím tắt. Như vậy nó sẽ giúp cho bạn vẽ rất là chuyên nghiệp và giảm cái thời gian thừa đi rất là nhiều, và cái thao tác vẽ của bạn nó sẽ rất là nhanh gọn. Đấy, chúng ta sẽ tắt cái này đi. Thì nếu như giả sử bây giờ bạn tắt đi mà bạn thấy hối hận, bạn muốn bật nó lên, hoặc là có một số cái toolbar bạn bắt buộc là phải để lên, thì bạn sẽ làm như nào? Thì bạn sẽ vào cho tôi một cái phần, đấy là phần view. Phần view này nó sẽ quản lý các cái công việc liên quan đến việc hiển thị. Thế thì trong phần view này nó sẽ có một phần để hiển thị các cái thanh toolbar, gọi là các thanh công cụ. Đây bây giờ bạn muốn hiện thằng nào lên, bạn sẽ hiện nó lên cho tôi. Thì mặc định là bạn nên hiện một số thằng như sau. Bạn nên hiện cái layer đây, nên hiện cái toolbar layer lên. Sau khi bạn cài V-Ray xong thì nó sẽ có hai phần, đấy là VFS Lite với cả VFS Main Toolbar, thì bạn nên hiện cả hai thằng này lên. Sau khi bạn hiện lên thì bạn sẽ ra được cái hình như này, nó kéo lên như này, kéo thả nó vào đây, xong close, ok. Sau đấy thì bạn sẽ lưu cái file này này lại cho tôi, Ctrl S để lưu file lại, lưu file vào đâu đấy, ví dụ như vào library, hoặc là bạn lưu vào đâu đấy cũng được. Tại sao bạn phải lưu? Thực ra cái việc bạn lưu vào đâu thì nó không quá quan trọng, mà bạn phải lưu vào ấy để các cái cài đặt về toolbar của bạn nó có hiệu quả, nó có tác dụng cho cái bản vẽ này. Vì nếu như bạn không lưu ấy thì về sau đến lúc mà bạn mở Su lên thì tất cả các cái thanh toolbar vẫn chạy loằng ngoằng ở đây, và các cái sắp xếp này của bạn thì nó vẫn như cũ, nó không mới như này. Nếu như bạn sau khi bạn có một sắp xếp nào đấy bạn muốn lưu cái sắp xếp đấy lại thì bạn phải lưu file lại đã, rồi tắt đi bật lên là sẽ được. Bây giờ tôi tắt thử Su đi nhá. Đấy, rồi bây giờ tôi đã bật lên tiếp này. Đấy, bạn thấy là sau khi tôi bật lên thì các cái thanh toolbar của tôi nó sẽ đúng như những gì tôi sắp xếp lúc nãy. Bạn lưu ý là không cài quá nhiều plugin, vì cài bạn bạn cài nhiều plugin thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần nào đến cái tốc độ mở file của bạn. Xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang một phần nữa, đấy là phần Windows.
Thì tôi sẽ nói sơ qua một số cái đặc tính của phần Windows này. Thì chúng ta sẽ làm quen với phần đấy là Model Info, phím tắt là F8. Thế Model Info là gì? Model Info nó sẽ cho mình biết thông tin của cả bài. Thế thì nếu bạn vẽ ra một khối hộp này thì nó gọi là model một khối hộp. Bạn vẽ ra một thằng người nó gọi model thằng người. Bạn vẽ ra một cái nhà gọi là model một cái nhà thì cả bài của bạn là một cái model. Thì Model Info là sẽ cho mình biết thông tin của cả bài. Thế thì ở trong phần Model Info này bạn sẽ cần quan tâm đến những cái gì? Bạn sẽ cần quan tâm đến một phần đấy là như thế này. Có một phần đấy là phần dimension, tôi nói luôn là phần quan trọng mà hay dùng. Khi mà bạn dùng phần dimension này, bạn thấy là bình thường ấy, su thì nó có một cái ưu điểm đấy là nó sẽ có khả năng là nó dim được kích thước trực tiếp trên bản vẽ đấy. Thế thì bạn muốn chỉnh các cái đặc điểm về dim ấy, thì bạn sẽ chỉnh nó ở trong phần dimension như này. Ví dụ như bây giờ bạn muốn là cái nét này nó không phải là nét phẩy mà nó là nét chấm chẳng hạn, thì bạn sẽ để trong phần lead align, bạn đổi thành dot. Bây giờ cái phông chữ này bạn thấy là nó mảnh quá, bạn muốn cho thành màu đỏ và thậm chí bạn muốn cho nó đậm lên thì bạn sẽ làm như nào? Thì cái phần chữ này bạn sẽ chỉnh nó ở trong phần text và bạn sẽ chỉnh nó ở đây cho tôi phần màu đỏ. À đây là ô màu để chỉnh màu của chữ này. Tôi chỉnh sang màu đỏ, ok. Phông chữ thì tôi chọn một cái kiểu phông nó đậm hơn nữa. Ví dụ như là chọn kiểu bold chẳng hạn. Cái này lâu quá. Bạn chịu khó đợi chút xíu. Đây tôi chọn kiểu bold chẳng hạn. Ok. Các bạn thấy lên phông nó đậm lên hẳn như này. Hoặc là chọn cỡ chữ cho nhỏ xuống tí. Ok. Thì bạn thấy là sau khi bạn chỉnh sửa ở đây nó chưa có cái gì bị thay đổi cả. Thì bạn nhớ là sau khi bạn chỉnh sửa xong thì bạn phải tích vào một phần là select all dimension để chọn tất cả các cái dim. Sau đấy thì bạn mới update select dimension để cập nhật tất những cái dim được chọn. Đấy, thế thì những cái dim này nó mới được cập nhật lại theo những gì bạn chỉnh sửa. Ở dưới này có hai phần đấy là align to screen và align to dimension line. Thì bạn thấy là nếu mà bạn để align to screen thì các cái nét dim này của bạn nó luôn ngang màn hình như này, nhìn rất là dễ. Còn nếu mà bạn để align to dimension line thì nó sẽ nằm dọc theo các cái đường dim như này, nhìn nó hơi khó một chút xíu vì không gian 3D. Đấy. Thì bạn nên để như này. Phần tiếp theo đấy là phần text. Phần text này là gì? Nó tương tự như phần dim. Thì trong su bạn có thể ghi chú được như này, ví dụ một khối hộp mà bạn muốn viết là cái mặt này là diện tích ví dụ 50 mét vuông ạ. Đấy bạn hãy viết ghi chú như này, phần ghi chú. Nếu như bạn muốn chỉnh sửa các đặc điểm của ghi chú này về những độ đậm nhạt, màu sắc các thứ thì bạn sẽ chỉnh ở trong phần text này cho tôi. Cái này thì nó giống như phần dim, bạn tự mỏ tôi cái phần này tôi không nói sâu chi tiết đỡ mất thời gian. Phần tiếp theo là phần unit. Phần unit để bạn chỉnh sửa đơn vị bản vẽ. Thì bạn thấy là giả sử như ở đây đơn vị của tôi đang là mm, nếu bạn muốn đổi đơn vị sang thành mét chẳng hạn thì bạn sẽ đổi ở đây hoặc fit in. Thì đây là một cái mẹo rất là hay. Bạn thấy là nếu như bây giờ bạn muốn vẽ cái tivi 64 inch chẳng hạn thì bạn sẽ làm như thế nào? Đấy, giả sử như bạn có một cái thư viện. Bây giờ giả sử bạn có một thư viện, một cái tivi này, tôi giả sử cái tivi này đi. Bạn thấy là bây giờ cái độ cái kích thước của tivi người ta hay đo theo đường chéo như này. Thế bây giờ bạn muốn cho cái tivi này thành cái tivi 55 inch chẳng hạn thì bạn sẽ làm như nào? Rất đơn giản, bạn sẽ đổi đơn vị về inch tôi đã. Sau đấy thì bạn sẽ dùng một cái lệnh đấy là lệnh đo dài, cái này thì tôi chưa dạy. Không sao, về sau mình sẽ làm quen. Bạn đo từ đây ra đây. Nó đang là 207 inch đúng không? Bạn sẽ gõ là 65 inch, enter cái. Ok cái. Đấy, bạn sẽ thấy là bạn đã có được một cái tivi 65 inch. Đấy, rất là chuẩn. Bạn không cần phải Google à bạn không cần phải Google xem là 65 inch bằng bao nhiêu mm mà bạn có thể vẽ trực tiếp lên trên này. Bây giờ mình sẽ đổi về mm. Thế thì bây giờ như này, thế thì cái việc mà vẽ thì nó cái việc đơn vị bạn vẽ thì nó sẽ có một cái hiệu quả như này. Là bạn thấy là bình thường khi mà tôi vẽ một cái hình một tôi vẽ một cái đường thẳng ấy, thì tôi có thể vẽ nó rất là tùy tiện. Ví dụ tôi vẽ dài ở đây chẳng hạn. Bên này tôi thích tôi vẽ dài ở đây. Ở dưới này nó có một cái phần đấy là enable length snapping, tức là cái độ bắt điểm. Thì bạn thấy là bây giờ vì đơn vị của tôi đang để là mm nên cái độ bắt điểm nó sẽ là 1 mm. Nên nếu như bây giờ tôi đổi đơn vị sang là mét chẳng hạn thì bạn sẽ thấy là ở đây tôi không thể vẽ được các cái đường thẳng mà nó dài như này nữa, mà nó sẽ bị bắt đi một cái đoạn nhỏ nhất là 1 mét. Đây đấy, một là tôi sẽ bắt lên chiều dài là 1 mét. Bạn thấy là tôi không thể à, thôi tiện tôi nói này luôn, bạn thấy là trong quá trình vẽ thì đôi khi là nó hiện ra cái bảng như này, thì đây không phải là báo lỗi mà thực ra đây là một cái tính năng.
cái này gọi là lỗi thì nó không sai, nhưng mà thực ra nó không phải là một cái lỗi gì to tát lắm. Nôm na là khi nó hiện ra cái bảng này nó thì nó sẽ báo cho bạn là bạn chưa lưu cái file vào. Bởi vì là bạn đang dùng phím tắt của tôi nên là thỉnh thoảng nó sẽ tự tạo ra cái file autosave, thì nó sẽ bị sai cái đường dẫn vì trên máy tính của bạn không có cái thằng nào tên là Hoàng Anh cả, thì nó sẽ bị sai đường dẫn. Thế thì khi mà tóm lại là khi mà nó hiện ra cái bảng này thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ lưu cái file này lại đó, bạn lưu vào đâu cũng được. Thì sau khi bạn lưu file này lại thì nó sẽ không bao giờ nó hiện ra cái bảng đấy nữa. Thì chúng ta đã hiểu nôm na đấy là một cái tính năng là nó sẽ nhắc nhở bạn là chưa lưu file. Cái việc của bạn lưu file ấy nó rất là quan trọng nhé. Thì chúng ta sẽ nói về phần đấy. Rồi, bây giờ nói dở. Thì bạn thấy là nếu như bây giờ tôi muốn vẽ một cái đường thẳng mà dài đến đây chẳng hạn, thì bạn thấy là tôi không thể vẽ được. Tôi chỉ có thể vẽ cho nó cao bằng cái thằng bên cạnh này, hoặc là cao bằng thằng bên cạnh này, chứ tôi không thể vẽ nó lửng lơ được mà một phát nó lên đây. Bởi vì rất đơn giản là cái chiều dài này là một đơn vị, tức là 1 mét. Đấy. Thế thì bạn sẽ phải đổi về mm thì bạn mới vẽ được các đường, bạn mới vẽ được. Đấy, bạn phải đổi về mm thì ở đây bạn mới vẽ được thoải mái. Đấy, rất là đơn giản đấy thôi. Ở dưới phần này nó có phần là precision, tức là số thập phân sau khi mà bạn dim. Bạn thấy là bình thường tôi đang dim như thế này thì nó không có số lẻ phần thập phân. Còn nếu như bây giờ bạn đổi về số lẻ phần thập phân này thì các cái thao tác dim của bạn nó sẽ ra số lẻ. Thì bạn sẽ thấy là trên thực tế là một cái vật mà bạn vẽ ra thì nhiều khi mà bạn thấy là bạn đo nó ra, ví dụ như là 1411mm thì chưa chắc nó đã đúng là 1411, mà chẳng qua là bạn đang làm tròn thôi. Nếu mà bạn cho cái số này nó dài nữa thì đây, số chính xác nó sẽ là như này. Thực ra này chưa chính xác lắm, nếu bạn đổ xuống này thì nó còn dài thêm nữa nha cơ. Đấy, toàn là các số làm tròn cả. Thì tại sao phải nhắc đến phần làm tròn này? Bởi vì sang buổi thứ hai chúng ta sẽ làm quen với cả một cái thao tác vẽ bắt điểm. Thôi, thì phần đấy mình sẽ rõ. Tóm lại phần precision này thì mình hay để là không. Ở dưới này có một phần đấy là display unit format, nếu mà bạn tắt nó đi thì nó sẽ không hiển thị đơn vị bản vẽ nữa, nó không có gì cả. Phần end units này bạn không cần quan tâm, nó cũng là cái phần bắt điểm bắt góc thôi. Đấy là xong phần đơn vị bản vẽ. Thì chúng ta sẽ sang một phần mới, đấy là phần gì? Đấy là phần một cái tính năng tiếp theo của Su tương đối hay, nó là phần geolocation. Geolocation là gì? Trước tiên nói phần đấy tôi nói qua một chút xíu để cho bạn nào mà không theo dõi cái video buổi đầu, bởi vì là thấy tôi chém gió nhiều, bạn bơi buồn ngủ thì bạn xem ở đây cho nó nhanh. Bạn thấy là một cái đặc điểm của Su đấy là gì? Nó có khả năng hiển thị bóng đổ. Thế thì khi mà cái khả năng hiển thị bóng đổ này nó là một cái tính năng rất là mạnh của Su, nó sẽ giúp cho bạn có thể nghiên cứu về Su. Ví dụ như bạn vẽ một cái cửa này, bạn có thể nghiên cứu vào Su như này. Và khi bạn nghiên cứu, bạn có thể nghiên cứu ánh sáng theo ngày giờ như thế nào đấy. Thì bạn thấy là nếu như bạn nghiên cứu về kiến trúc, bạn sẽ thấy là có một cái vấn đề, đấy là cái bóng đổ của công trình thì nó sẽ phụ thuộc, ngoài cái việc phụ thuộc vào thời gian thì nó sẽ phụ thuộc vào địa điểm. Tức là ví dụ như một công trình này kích thước như thế này, vào ngày này giờ này và cùng một ngày một giờ, thì nếu như công trình này đặt ở Việt Nam thì bóng đổ nó sẽ như này. Nhưng mà nếu mà công trình này đặt ở Mỹ thì bóng đổ nó sẽ kiểu khác, cùng phương hướng nhé, cùng ví dụ cùng hướng về hướng Nam chẳng hạn. Như thế thì để mà mô tả lại được chính xác về cái bóng đổ của công trình thì bạn sẽ phải vào một phần đấy là geolocation để gán cho công trình một cái tọa độ cụ thể. Đấy thì bạn có thể nếu mà bạn có vở ghi, bạn phải ghi là geolocation, gắn cho công trình một cái tọa độ cụ thể. Thì cái này đòi hỏi phải có kết nối mạng, thì bạn sẽ ấn vào add location. Và sau đấy thì bạn sẽ thấy là có một cái phần Google Maps nó hiện ra. Cái này thì tùy ở mạng khỏe, mạng yếu, mạng tôi hơi yếu, xẻo hiểu san cứ đơ đơ, nên là cái phần này nó hơi lâu một chút xíu thôi. Phần này tôi sẽ để sau rồi nói. Tôi sẽ mở file zoom mới lên vẽ vậy. Sau khi mà bạn mạng mẽo ngon lành cành đào thì nó sẽ hiện ra bảng như này. Thì nếu như bây giờ bạn muốn đặt công trình mình ở Hà Nội thì bạn sẽ gõ vào đây Hà Nội.
Và nếu như mà bạn muốn xây dựng công trình của mình ở một khu phố nào đấy thì bạn ví dụ như ở khu này chẳng hạn, giả sử như bạn làm nhà cho khách hàng mà nhà khách hàng lại bảo là nhà cạnh công an phường Quốc Tử Giám thì bạn rất có thể rất đơn giản bạn tìm cái nhà nó ở đây và select region. Thì bạn sẽ chọn một cái vùng như thế này. Xong grab. Đó thì bạn sẽ thấy là cái ngay lập tức là cái bản đồ này nó sẽ được gắn vào đây cho bạn như này. Và bạn sẽ có được cái vị trí cụ thể, ví dụ đây là mình thấy công an phường thì rõ ràng là nhà nó là cái khu màu xanh như này chẳng hạn, ví dụ như thế. Bạn có thể thế thì khi mà bạn có một cái bản đồ này xuống thì nó sẽ có những cái lợi như nào, nó sẽ có hai cái lợi. Một là cái công trình bạn vẽ ra thì khi mà bạn hiển thị bóng đổ ấy. Khi bạn hiển thị bóng đổ thì nó sẽ y hệt mà phải mô phỏng lại cái bóng đổ của cái công trình mà được đặt tại cái địa điểm này. Ví dụ tôi có một công trình như này này. Đấy, thì bóng đổ nó sẽ y hệt như cái công trình này. À, cái thứ hai nữa là gì? Là cái bản đồ này thì nó sẽ có tỷ lệ là 1:1. Tức là nếu như mà bạn muốn biết cái giả sử như bạn muốn biết là cái lòng đường Tôn Đức Thắng chẳng hạn nó rộng bao nhiêu mét thì đơn giản là bạn sẽ đổi cái đơn vị về mét cho tôi. Thôi tôi cứ để mm được không sao cả. Xong rồi bạn sẽ đo. Bạn sẽ đo ví dụ từ chỗ đây vỉa hè vậy. Nhìn hình nó hơi mờ. Từ đây sang đây chẳng hạn, bạn sẽ thấy là nó rộng khoảng 13 mét. Đấy, nôm na đấy. Thì bạn thấy là các cái kích thước này nó hoàn toàn là bạn sẽ đo được chính xác. Ví dụ bạn muốn đo là từ cái vạch sơn này sang vạch sơn này bao nhiêu chẳng hạn. Từ đây sang đây. Đấy nó là rơi khoảng tầm 26 27 mét thì đó. Thì cái ở đây là cái số nó tương đối là chính xác, nó chỉ có cái là nó sai số là do cái hình nó mờ hoặc là bạn vẽ nhầm thôi. Chứ còn nếu mà bạn vẽ được chính xác trên hình này thì nó sẽ là kích thước chính xác ngoài ngoài thực tế. Thế thì cái này nếu mà như bạn làm sinh viên thì bạn có thể là thấy là nó một cái điều rất là hay. Thì giả sử như bây giờ mà khu đất của bạn chọn nó khu đất như này ạ, nhưng mà bạn lại không có bản két, thì nếu như bạn thông thường bạn sẽ phải đến đây bạn đo đạc xong rồi bạn về bạn vẽ lại. Nhưng mà vấn đề là bạn về vẽ lại thì chưa chắc là hình dạng là đúng, vì nếu mà khu đất hình vuông thì không nói gì, nhưng mà khu đất nó hình khu khoằm nó chạy vòng vèo này đố bạn đo được. Cái thứ hai nữa bạn không thể nào mà cho được cái phương hướng chính xác của cái khu đất đấy. Thế thì nếu như bạn dùng su rất là đơn giản, bạn vẽ lại cho tôi cái khu đất này trên này. Đây, giả sử khu đất của tôi nó chạy nhảy. Ví dụ này. Thế thì bạn thấy là sau khi bạn vẽ xong bạn có khu đất như này và bạn có thể rất dễ dàng bạn xuất cái bản vẽ này sang CAD. Thì khi bạn xuất bản vẽ này sang CAD thì bạn sẽ có được một cái bản CAD của khu đất tuyệt đối chính xác. Đấy, nó chỉ sai số rất là nhỏ thôi. Thì đấy là cái tác dụng của cái phần geolocation. Xong, đấy là xong cái phần model info. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần mới, đấy là gì? Đấy là Window này, Entity Info, chúng tắt là F4. Thì Entity Info nó là cái gì? Nó sẽ cho mình biết thông tin của các đối tượng được chọn. Tuy nhiên là cụ thể ở đây thì cái ứng dụng mà mình hay dùng nhất để tính diện tích. Ví dụ bạn muốn tính diện tích của cái mặt này thì bạn chọn nó thì cái thông tin về cái mặt được chọn nó sẽ hiển thị ở trên này. Thì bạn sẽ thấy là có luôn diện tích ở đây. Thì bạn sẽ kết hợp với cả cái phần unit để bạn đổi sang đơn vị để cho dễ tính chẳng hạn. Đấy, nó sẽ hiển thị đơn vị là mét. Thì nếu như mà bây giờ trên một cái mặt này mà bạn có nhiều cửa sổ chẳng hạn thì bạn sẽ thấy là đấy, nó đấy, bạn ấn vào đây nó sẽ hiển thị luôn cái diện tích của mặt này. Đấy, rất thích hợp cho các bạn muốn tính khối lượng. Bạn muốn tính diện tích thì bạn sẽ tính ở trên này, rất là hay. Thì đấy là cái ứng dụng hay dùng nhất của cái phần Entity Info này. Còn trên thực tế mà nói thì nó còn nhiều tác dụng khác, nhưng mà cái phần đấy thì về sau thì chúng ta sẽ làm quen dần. Một phần cửa sổ nữa tương đối là hay, đấy là phần tôi nói luôn, đấy là phần Shadow. Shadow là cửa sổ để bạn giúp cho bạn có thể điều chỉnh được cái bóng đồ. Thế thì nếu như bạn hiển thị bóng đồ lên ấy thì bạn có thể chỉnh bóng đồ ở đây, thì bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một phần nữa là time, tức là điều chỉnh bóng giờ, bóng đồ theo giờ, và date tức là điều chỉnh bóng đồ theo ngày, và vào cùng một giờ nhưng mà vào những ngày khác nhau thì bóng đồ nó sẽ khác nhau. Thì ở trên này nó sẽ có một phần là múi giờ, nhưng bạn tuyệt đối không được chỉnh múi giờ ở đây. Và nếu như bạn muốn chỉnh múi giờ cụ thể thì bạn bắt buộc là phải gán cho cái công trình của mình một cái tọa độ tương ứng với cả cái múi giờ đấy. Thì bạn không bao giờ được chỉnh múi giờ ở đây cả.
thế thì đấy là cái phần bóng đổ. Thì bạn thấy là như này, trong Su ấy thì nó sẽ có những cái công cụ mà bạn có thể tìm được cả ở trong phần Windows và cả trong phần Toolbar. Tôi lấy ví dụ như cái phần bóng đổ thì bạn thấy có thể mở nó lên bằng một cái Windows này, Shadow, và bạn cũng có thể mở nó trong phần Toolbar bằng cách là ví dụ vào View này, Toolbar này, xong rồi bạn mở lên cũng có một phần là Shadow đây. Nhưng mà bạn nếu như bạn muốn mở cái Toolbar lên thì bạn không nên làm như này, mà nếu như bạn muốn gọi một cái Toolbar nào lên ấy, thì bạn có thể gọi nhanh lên bằng cách là bạn chuột phải vào bất kỳ chỗ nào trong cái thanh Toolbar này. Đó, rồi bạn gọi nó trực tiếp ở đây thì bạn sẽ thấy có một cái phần nữa là Shadow đây. Thì bạn thấy là thực chất mà nói là hai cái thằng này thì nó là một. Nếu như bạn chỉnh giờ ở đây ấy, thì bạn thấy là giờ ở đây nó cũng bị chỉnh theo đấy, bạn chỉnh thằng nào cũng như nhau hết. Tuy nhiên là bạn thấy là khi bạn chỉnh giờ ở trong cái phần cửa sổ, trong phần Windows ấy, phần này này, thì bạn có thể chỉnh được chi tiết hơn đến từng phút hoặc là từng ngày. Còn ở trong này thì bạn ở trên cái thanh toolbar này thì bạn lại không chỉnh được chi tiết như vậy. Vì thế tôi mới nói là bạn hãy tắt cho tôi cái thanh toolbar này đi. Bạn lưu ý là cái này tôi quên mất là nghĩa tôi phải nói ngay từ đầu, đấy là khi mà cái phần Windows là gì, nó sẽ quản lý các cái cửa sổ hiển thị trên màn hình theo dạng cửa sổ neo. Bạn có thể đây là các cái cửa sổ như này hoặc là như này ạ, hoặc là như này, nó có rất là nhiều cửa sổ này. Nhưng mà bạn thấy là một là nếu như mà các cái cửa sổ này nó hiển thị trên màn hình nhiều quá thì chúng ta sẽ không có chỗ mà vẽ nữa. Thế thì chúng ta sẽ có một cái lệnh tắt để mà bật tắt nhanh được cái cửa sổ này. Bạn nên có một cái quyển sổ để ghi nhé. Bạn nhớ là dù bạn bạn học bằng online học bằng video, nhưng mà cái video này nó chỉ có tác dụng có thứ nhất là bạn xem khi mà bạn chưa biết gì, thứ hai là về sau có những cái thao tác mà có thể bạn quên thì bạn có thể tra cứu lại video. Chứ còn về các phần lệnh tắt thì bạn hoặc là các cái phần lý thuyết thì tôi vẫn khuyến khích là các bạn nên có một cái quyển sổ, quyển vở để bạn ghi lại các cái thao tác mà tôi hướng dẫn. Thế thì chúng ta sẽ có nhất là các phần phím tắt là bạn nên ghi vào. Thì chúng ta sẽ có một phím tắt đầu tiên, đấy là gì? Đấy là Ctrl D hoặc là Alt, phím Alt ấy, cạnh cái phím cách ấy, Alt D. Thì bạn ấn cái thằng nào cũng được, Alt D hoặc là Ctrl D là để đóng mở các cái cửa sổ hiển thị trên màn hình. Đó. Thì bạn có thể đóng mở nhanh. Chứ bây giờ nếu như bạn muốn tắt nó đi, bạn lại ấn như này, tắt đi như này, tắt từng cái đi này thì lâu lắm. Đấy, bạn Ctrl D hoặc là Alt D cho nhanh. Bởi vì nếu như mà bạn tắt đi ở đây, bạn tắt bằng cái này ấy, thì về sau bạn muốn gọi lên, bạn này phải gọi gọi lên ở trong phần này. Ví dụ vừa rồi là Material chẳng hạn. Đấy. Nó rất là lâu, nên bạn nên Ctrl D hoặc là Alt D cho nó nhanh, ẩn hiện các cửa sổ trên màn hình. Thế thì các cửa sổ này có một cái tính chất là nó có thể neo vào với nhau. Đấy, bạn ấn vào đây, đấy, nó có thể neo vào. Thì khi bạn di chuyển một cái là những cái khác nó được di chuyển theo. Đấy. Và bạn có thể thu gọn nó vào bằng cách là ấn vào chỗ này. Đấy, ấn vào đây để thu gọn nó vào. Đấy, rất là đơn giản thế thôi. Đấy là xong cái phần cửa sổ về Shadow. Ở dưới này nó có một cái light dark này, cái light chấm với cả cái dark này, nó chính là cái độ tương phản về sáng tối này, không quan trọng lắm, bạn thì bỏ qua được. Thêm một phần nữa, đấy là gì? Mình sẽ học một cái window nữa. Đấy là preference. Preference để mình cài đặt các cái setting chung, à gọi là xin lỗi, cài đặt các hệ thống, cài đặt hệ thống. Thế trong phần preference này nó sẽ có những cái phần gì ngoài cái phần shortcut lúc ấy mình đã làm quen rồi, thì bây giờ nó sẽ có một số phần như sau. Nó sẽ có một phần đấy là extension. Phần extension này nó nghĩa là gì? Một là nó sẽ quản lý các cái extension hay còn gọi là các cái plugin của bạn. Thì bạn thấy là nếu như mà bạn muốn, nếu như bạn lỡ cài một bộ plugin mà rồi mà bạn thấy là có một số cái plugin mà không bao giờ bạn dùng tới chẳng hạn, mà bạn ngại xóa nó đi ở trong phần Windows này, thì bạn có thể xóa nó, à bạn có thể tắt nó tạm thời đi ở ngay trong bảng này. Ví dụ bạn tắt thằng này đi chẳng hạn, thì nó đang báo là cái công cụ mở rộng này sẽ được đánh dấu là tắt, nhưng mà nó không thể tắt đi được ngay bây giờ, mà cái thời mà lần tới khi mà bạn mở su lên thì nó sẽ mới được tắt đi. Đấy, thì bạn có thể tắt nó đi. Đấy, tắt luôn. À không, cái năng này thì không nên tắt. Thằng này nên bật. Thằng này nên bật nó lên. Tôi tắt thêm một cái thằng nào nữa nhỉ. Thôi tạm thời tắt mấy cái thằng như vậy đã. Thì bạn muốn tắt thằng nào thì tắt.
Một phần thứ hai của cái phần extension này tức là như nào, khi mà bạn cài plugin ấy, thì bạn thấy là có hai kiểu cài. Một là với các cái plugin có đuôi là RB thì bạn có thể copy nó trực tiếp vào cái đường dẫn như thế này là dùng được. Tuy nhiên là sẽ có một số cái plugin khác có đuôi là RBZ, trong này không có rồi. Thì với những cái plugin có đuôi là RBZ thì bạn không thể copy vào đây được, mà bạn muốn cài nó thì bạn sẽ phải vào trong cái phần extension này và bạn ấn vào install extension. Sau đó bạn sẽ mở nó lên bằng cái thằng này. Đấy, bạn sẽ chọn chọn đến cái thằng có đuôi là RBZ đây và bạn open nó lên, thế là xong. Phần tiếp theo của cái phần preference này nó sẽ là phần general. Trong phần general thì nó sẽ có một số cái như sau. Thực ra mặc định nó để cái này là tốt rồi, bạn không cần sờ vào, tuy nhiên tôi nói để bạn hiểu. Đấy là nó sẽ có một mục đấy là create backup. Cái backup tức là như nào? Thì bạn thấy là giả sử như tôi có một cái file su như này. Thì cái file su thông thường nó sẽ có đuôi là SKP. Thế thì sau khi bạn lưu ấy thì nó sẽ có một cái file dự phòng cho bạn. Ví dụ đây là một cái file su của tôi tên là đồ gỗ phòng bố mẹ chẳng hạn, SKP. Thế thì nó sẽ có một cái file dự phòng nó tên là backup. Đấy, chính là file nó có đuôi là SKB. Đấy, đây chính là cái file backup này, mà đuôi nó là SKB. Thì file này để làm gì? Thì trong trường hợp là giả sử như bạn lỡ bạn xóa mất file này hoặc bị lỗi file này thì bạn có thể đổi tên cho cái file này. Bạn đổi tên nó từ SKB thành SKP thì bạn sẽ biến được nó thành file su rất là bình thường, thế thôi. Ở đây tôi không đổi. Tự nhiên lại ho đấy nhỉ. Phần thứ hai là phần auto save, cái này thì lại cái cực kỳ quan trọng. Mặc định nó đang để là mỗi 5 phút một lần. Thế auto save tức là như nào? Bạn thấy là ở đây mình không có file auto save là gì. Ví dụ như này chẳng hạn. Giả sử như tôi có một cái file nó tên là như này đi. Ví dụ tôi có phòng ngủ hai con trai hai con gái chẳng hạn như này. Thế giả sử cái file này tôi mở lên từ lúc 3 giờ chiều, tôi vẽ đến 10 giờ đêm, tự nhiên tôi mất điện. Thế thì 7 tiếng làm việc, trong suốt 7 tiếng ấy chưa một lần lại không một lần tôi ấn Ctrl S để lưu file. Thế chả nhẽ 7 tiếng làm việc được rồi mất à? Không sao cả. Thế thì khi mà bạn có điện trở lại ấy, bạn sẽ mở cho tôi cái file nó tên là auto save này. Nó sẽ có thêm một cái tên gọi là auto save. Thì cái file này nó sẽ được tạo ra lúc 10 giờ kém 5, tức là cứ 5 phút thì nó sẽ tạo ra cái file auto save này một lần. Và mặc định là cái file auto save này nó sẽ nằm chung thư mục với cả file gốc. Ví dụ file gốc bạn để ở trong cái đường dẫn thư mục là như này thì cái file auto save nó sẽ nằm ngay cạnh ở đây. Đấy, nó có tên là auto save thôi, còn tên nó thì vẫn như vậy. Còn nếu như mà bạn khi mà bạn mở file su lên mà bạn chưa một lần lưu ấy, thì mặc định là file auto save nó sẽ được lưu ở cái mục đấy là document. Đấy. Tuy nhiên là như tôi nói thì trong cái file su thì khi mà bạn vẽ mà bạn không lưu file nó sẽ hiện lên cái cảnh báo như vậy. Chính vì vậy tôi mới nói đấy là một cái tính năng chứ nó không phải là một lỗi, vì nếu như mà bạn không lưu file thì cứ thỉnh thoảng nó hiện lên cái báo như vậy, cái bảng cảnh báo như vậy, nó nhìn nó rất là ngứa mắt. Thì tốt nhất bạn nên lưu file lại, bạn đừng vẽ, đừng chủ quan quá nhé. Rồi, tiếp theo một phần nữa là phần open color. Trong phần open color này thì thực ra bạn để mặc định này cũng được, tuy nhiên là thỉnh thoảng nếu mà bạn vẽ nó bị giật giật đơ đơ ấy, thì bạn thử vào trong phần này bạn xem là nó có được tích vào cái ô này không. Ô này gọi là use hardware isolation, tức là sử dụng hiệu năng phần cứng của máy. Cái này luôn luôn bạn phải tích vào, nếu mà bạn không tích vào thì vẽ nó sẽ rất là giật. Phần shortcut tôi nói rồi đúng không, template nói rồi, workspace nó không cần quan tâm quá. Workspace này bạn có thể tắt cái use tool button này đi. Đấy, ok, thì để cho các cái toolbar, các cái biểu tượng nó bé lại thì vẽ nhìn nó sẽ tiết kiệm màn hình, tiết kiệm diện tích màn hình làm việc hơn. Đấy, nôm na vậy thôi. Thế thì cái buổi hôm nay bảo là quay ngắn gọn đấy mà nó tương đối dài. Thế thì tạm thời hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Thì hy vọng là các bạn sẽ cài đặt su và làm quen với cả những cái thao tác cơ bản này. Buổi sau chúng ta sẽ đi vào các cái lệnh chính. Đây, xin chào các bạn.